Ngày 3 tháng 11, tập đoàn Lego Đan Mạch tiến hành khởi công xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp V-Ship 3, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Đây là nhà máy thứ 6 trên toàn thế giới và thứ 2 tại châu Á của tập đoàn Lego. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Thái tử kế vị Hoàng gia Đan Mạch Frederick tham dự lễ khởi công. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, nhà máy của tập đoàn Lego được xây dựng tại khu công nghiệp V-Ship 3 với diện tích khoảng 44 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD. Theo ông Minh, dự án này sẽ giúp củng cố chiến lược phát triển lâu dài tại châu Á, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn Lego trong khu vực và thế giới. Ông Neil P. Christensen, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Lego cho biết, đây là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego. Nhà máy sử dụng toàn bộ là năng lượng mặt trời. Đây sẽ là nhà máy bền vững nhất của tập đoàn trên thế giới về mặt thiết kế, xây dựng với trang thiết bị hiện đại và tuân theo tiêu chuẩn cao nhất của LEED, Hội đồng Xây dựng Xanh, Mỹ. Nhà máy này sẽ được bắt đầu sản xuất vào năm 2024 và cố gắng đến tháng 7 2024 sẽ có sản phẩm đầu tiên. Dự kiến trong vòng 15 năm tới, nhà máy này sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng trên 4.000 người. Được biết, đây là dự án đầu tư lớn nhất từ nhà đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam từ trước tới nay.